Hello anh em nha. Mới đưa về đội con SI khóa sở mất cây 155 nha anh em nha. Mới lên cang nha anh em, xe chạy hơn 4.000 km nha. Bốn nghìn rưỡi nha anh em. Rồi cho anh em lại tiếp tục thực hành phá sở mất cây. Vậy ở nhà này hiện tại đang có 3 SI nha. Một con khóa chìa, một con Smoky và một con 150 2019. Rồi, A Black K44 ở đây xong. Đó, anh em tới đây tha hồ phá. Đó. À, mới bỏ tiền ra mấy chục triệu rồi. Vừa rồi mua con này nữa hết bay vào mấy chục. Đó, lại cho anh em phá chơi. Ở đây chẳng thiếu gì ngoài tiền cả, xe thì bao la anh em. Khóa sở mất cây bản zin, ok, xe mới lên keng 4.000 mấy mà anh em, nào, ôi rồi mới kít, nào. Rồi đó, AB anh em muốn giá máy này, nồi niêu son chảo. Tá lả tí tung thì làm. À. Quá nhiều xe luôn luôn đáp ứng xe cho anh em thợ máy. Chưa kể xe khách hàng nữa. Ủa, cái này hay dữ thiệt ha. Thiệt. Cái này cần số hả? Cái này cần số xe con hả? Đủ cái này cần số này anh em ơi. Lắc. Tới này, số 2, số 3, số 4 này, số 5 kéo đẩy này, re kéo đẩy này, móc. Đẩy này, số 1 kéo, số 3, số 4, số 5 re. Trời ơi xe quá trời anh em thấy không? Cơm, đinh cơm, phải đinh cơm luôn là chiều chia tay. Trời xe anh em thấy không? Rồi đó, đây còn ẹt 155 nữa này, cái này khóa chìa Smoky này nha, à cái này khóa chìa. Đó, Valio. Thì toán chẳng có gì ngoài xe để phục vụ anh em đâu, anh em quan trọng tới đây, mà quan trọng chúng ta có tố chất tốt để chúng ta làm hết con xe này không mới gọi là đẳng cấp. Bởi vì xe nó nhiều chúng ta sẽ bị cuống. Đó, này. Thấy không, xe khá là nhiều. Đây, A Black đây nữa này anh em, nó nồi niêu cảm biến thiết thị giả lập IC này. Quá trời luôn. Nha, Novo SH. Ad, Valio, Zanot, Winner. A Black đời đầu. Lead đệ tử. Elizabeth. Tổng quan cái dàn xe này thì anh em tới đây anh em bỏ tiền ra học thì cứ coi như thuê một chiếc xe 500.000, có người hướng dẫn đếm xe, cứ xe này 500.000, phá chán phá no xuống núi 500 một ngày phá, 500 một ngày phá, 500 một ngày phá, ba con là 1.500.000, cứ phá có người hướng dẫn. Rồi lít A Black 500 ngày nữa cộng lên 4 là 2.000.000. Thôi đọc lại từ đây là 500 Alivet một ngày phá, cung cấp có người tài liệu, có người hướng dẫn phá, quan trọng là nhớ tốt. 500 nữa là 1.000.000 phá, 500 nữa 1.500.000 phá, 500 nữa là 2.000.000 một ngày, cứ vậy phá, phá hết ngày này qua ngày khác. 500 nữa 2.500.000, 500 nữa là 3.000.000, 500. Đố anh em về quê anh em thuê có xe này của thằng lái cho anh em 500.000 anh em phá không có. 3.000.000, 500 nữa 3.500.000, 500 nữa 4.000.000, 500 nữa 4.500.000, 500 nữa 5.000.000, 500 nữa 6.000.000, 500 nữa 6.500.000, 500 nữa 7.000.000, 7.000.000 này, rồi tiếp tục, ngoài này nữa. Em nhờ chú ơi, 500 nữa 7.500.000, 500 nữa 8.000.000,
500 nữa sử dụng máy, 500 nữa uống cà phê, 500 nữa những xe khách bộp tiếp. Cứ 500 chỗ này không hỏi, cái bô tê cánh quạt này rồi le gì cứ hỏi, cứ trực tiếp rồi le này, đèn rồi rồi le đèn rồi le quạt luôn luôn nằm sát mấy con ECU, khóa sửa mấy cây quý vị. Xe quan trọng học có hết hay không, rồi đề từ này, đề cạch cạch này, tháo máy tháo động cơ này, quan trọng có hết bài hay không, nhiều quá. Vết ba mưu ức mất khóa rồi ọp sờ mất kỳ vân vân đó, đúng rồi, lấy mua mấy cái biết tặng sư phụ hai ba cái đi. Hỏi mua thêm có cái gì đó. Thôi ăn cơm để chia tay, ăn cơm để chia tay, quyết tâm về đấy. Quyết tâm xuống núi. Quyết tâm xuống núi rồi. Chuẩn bị ăn cơm em ơi. Ngọc Nam AB K44 là thế nào? Ăn em không hiểu. Không hiểu là sao anh em? Mình chưa hiểu anh em hỏi câu hỏi. Đấy, quan trọng là chúng ta tới đây chúng ta có huệ, có nhớ được hay không. Còn nhiều anh em đi học bỏ rất nhiều tiền ở nơi khác rồi, nhiều lúc ở mình live stream trên mạng anh em nói nghe hay lắm, mà anh em phải bỏ ra biết bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền bạc rồi, đúng không? Anh em phải trả giá mất rất nhiều tiền rồi. Nhiều lúc anh em comment. Đấy, còn bình thường anh em cứ nghĩ lại ngày xưa anh em xuất phát như thế nào, biết gì chưa. Biết thì đầu tiên chúng ta phải đầu tư cái dàn xe này, chúng ta phá thì chúng ta sẽ giỏi. Đấy. Thiếu tiền thôi anh em ơi. Phút này chỉ có thiếu tiền thôi. Nhớ rồi. Nhiều xe quá nhìn nó hoa hết cả mắt rồi. Nhiều không á. Mới len keng à. 4.000 mấy. Không, quan trọng là chúng ta hiểu thôi. Đấy, con này để đây cho anh em giã, anh em phá. Đấy, con này anh em bọc thoải mái. Nghịch. Không? Tuấn đâu tiếp tiền đầu tư đâu. Thì Tuấn giờ chỉ có cái ngôi nhà nào to to mà giữ cái dàn xe này vào thôi anh em ơi. Dàn xe này nó đứng trong top. Nếu mà những cái trung tâm đào tạo xe nó phải đứng trong top nha anh em. Đứng trong top 5 ngón tay này luôn. Không thể nào vượt quá ngón tay thứ 5 được. Đúng không anh em? Thì có trung tâm này nó lớn hơn, trung tâm này lớn, trung tâm này lớn, trung tâm này lớn, trung tâm này lớn. Không thể nào mà Đình Tuấn vượt qua 5 ngón tay này được. Luôn luôn bỏ những cái cọc tiền ra đầu tư bất kỳ lúc nào cảm thấy có nha hứng và thích là phục. Ok. Huỳnh Đức, Huỳnh Đức. Đây, xe này có hai đi đốt này. Xe kia chỉ có một con, xe này hai con này. Đâu, xe kia khóa chìa nó có một con thôi. Đấy, con này có khóa xe mất cây hai con thì xi nhan này, con này có một xe này có bộ tìm xe mà thấy không, xe kia khóa chìa thì không có thì nó sẽ có một con, rồi nó thêm một bổ sung một con là con ở trạng thái tìm xe này, chống trả ngược á, chống chống ngược, còn con kia con bóp côn để lấy mát, thấy không, con kia vừa rồi có con mà không còn con này thì xe này có hệ thống tìm xe iốt chống trả ngược. Được chưa? Trong mặt xi nhan đấy. Mở áp đi. Con nào? Con này phải mổ IC. Con này phải móc IC đây. Con này phải mổ. Đấy coi khuân kia, đưa đưa khuân ra đây. Đấy con này phải mổ đây.
chưa chi về nhà em mổ, mổ chết đi xe cứ gọi nhá, gọi sư phụ tháo xe, sư phụ lại bán ra thôi nhá. Cái này 5B B5V0 đây này, đây ôm vào đây 2221 đây này, đây bằng mép này chưa, đấy mổ xéo rồi, nó nằm ngay góc này nha. Yeah. Nằm đây có thể lấy này kê kê vào cục kia mổ rồi đấy, kê thấy, thấy dấu chưa, em thấy dấu rồi, kê chưa, kê rồi. Con cục kia là đáy dưới này nè thầy, đáy dưới đâu này. Cái cục kia cục trăm đấy, bằng đây chứ, bằng trên này luôn. À, anh đo lại nữa không? Mới len keng anh em, bản này bản mắc tiền này anh em. Rồi SH lô cam cò nha anh em. Để ế quá sáng giờ lạch phạch SH. Chủ hên quá lột cam cò vào trong này nó bị vậy luôn anh em. Không xe này loạng quạng là cháy hộp cốp luôn, cháy lườn phải luôn. À, mấy anh em thợ này. SH của độc hời rất sạc rất nóng. Rồi sạc thì sạc một xe lít nữa. Đó anh em bảo lắp sạc này vào bền lắm, bền lắm, nhưng chúng ta làm cái rắc này nó không ăn, ăn ra sao hết. Đó đây, không biết trong này có quấn hàn chì không biết nữa này. Đấy, bó cụm này. Đấy, nóng, nóng xong tẹt lửa cháy, cháy luôn hộp cốp. Đó là những cái tác hại để chúng ta làm điện, điện rất nguy hiểm, đúng không? Đó cục kia sao? Đấy, hai cái lỗ, hai lỗ đây. Nó hơi lật này. Kéo xuống chút thôi nè. Thì kéo xuống gì đây. Nó cho thẳng cái nào. Xuống chút, xuống chút rồi. Lên chút được hai chân trắng á, hai chân trắng á. Hai chân trắng á, hai chân trắng á. Hai chân trắng á chứ. Không biết mở xe ra. Đóng lại em với anh trai. Đấy, đây này. Này có chìa. Tết lét hết. Đồ sườn ẹt này làm ghê chứ nhỉ. Cắn trong ghê đi ông rớt. Quá nhiều xe đúng không anh em cả nhà. Xe kinh khủng. Anh em